Xin chào các bạn. Vậy là chúng ta lại gặp nhau trong nhật ký làm vườn tháng 1 năm 2024. Một loạt các series lại hình ảnh làm vườn thực tế của mình trong tháng. Đầu video hôm nay các bạn hãy cùng mình thu hoạch hoa cúc chi vàng nha. Chúng ta sẽ thu hái những cái khóm cúc chi vàng ở những cái thùng phía ngoài mái này trước ạ. Đợt này thì thời tiết ở miền Bắc khá là hanh khô, không có mưa, không nồm ẩm. Nên là hôm nay mình sẽ cắt toàn bộ những cái cành cúc chi vàng ở góc này để mình bó thành từng bó nhỏ và mình treo lên hong gió cho hoa được khô tự nhiên. Từ rất là lâu rồi mình hay ngắm những cái bức hình người bên phương Tây ạ. Họ bó những cái cành hoa oải hương tím ngắt lại xong là họ treo lên cho nó khô ở một cái góc phòng kiểu decor cổ kính đẹp một cách dân dã nhưng lại rất là sang trọng. Và mình đã từng mơ về một lần được cắt những cái chùm hoa như thế, là được bó lại như vậy và treo lên rồi hàng ngày đứng ở dưới hít hà cái mùi hương của hoa, của lá để cảm nhận cái sự thay đổi của những cái bông hoa này chuyển dần từ cái trạng thái tươi tắn mới mẻ thơm nồng nàn sang cái trạng thái khô dần lại nhưng mà vẫn còn cái mùi hương tươi mới và thơm nhẹ nhẹ. Chỉ có khác ạ, lần này là mình cắt và mình bó những cái cành cúc chi vàng này nha, không phải là những cái cành oải hương nhưng mà cái cảm giác cũng thích thú lắm ạ. Sau khi mà khô thì mình sẽ ngắt không chỉ riêng bông hoa mà cả cái cành nhỏ nhỏ có xen kẽ lá rồi nụ và cái cành hoa để pha trà và thưởng thức. Mà mình cũng đã thử pha trà như vậy rồi đó các bạn, cũng rất là ok ạ. Nếu mà trà cúc mình uống cả một cái chùm như thế thì nó sẽ có vị đậm đà hơn, mùi nó hăng hơn, nó đắng hơn. Chắc là do nó có cành và có lá nữa đó. Nhưng mà mình thấy ngon và thanh mát. Hiện tại là mình hay uống cái cúc chi này là mình không pha thêm cái gì, chỉ có nước sôi và mình pha thôi ạ. Bạn nào thích thì có thể mua thêm táo đỏ, cam thảo, kỷ tử và hãm cùng với trà hoa cúc. Khi mà uống thì chúng ta pha thêm một chút mật ong rồi vắt thêm một ít quất vào. Đó, cảnh báo là nếu mà uống trà hoa cúc chi vàng này là ngủ quên trời đất luôn ạ. Nên là cô bác anh chị nào mà mất ngủ thì nên uống thử. Còn như mình chỉ dám uống vào buổi sáng. Chứ nếu mà uống buổi chiều thì tối dậy học chắc là ngủ gật trước đàn học sinh mất. Và chúng ta cứ cắt hết các cái cành đi như thế. Năm ngoái khi mà mình trồng ấy thì cũng chỉ là trồng cái gốc chỏng trơ lên thôi. Sau này các cái mầm của cây nó sẽ mọc lên dần từ cái gốc chính đó. Và các bạn hãy cùng mình enjoy cái ước mơ từ thời trẻ trâu này nha. Cắt những cái cành hoa để bó lại và chúng ta cùng nhau treo nó lên để hong gió. Và cái thành quả của chúng ta đây ạ, cây đâm chồi nảy lộc ra cành ra lá cả một năm để bung lụa ra những cái bông hoa như thế này cho chúng ta. Vậy là mình đã treo được gần chục bó cúc chi vàng. Nghĩ đến những cái ấm trà hoa cúc thơm nồng mà ấm hết cả lòng dạ sau bao tháng ngày trông ngóng. Và tiếp theo các bạn hãy cùng mình trộn đất để trồng những cái cây cà chua siêu lùn nha.
Mình thấy nhiều bạn hay làm đất bằng cách là trộn các cái thành phần và đất vào luôn trước khi mà trồng. Bản thân mình thì chỉ có trồng những cái chậu nhỏ thì mình mới trộn đất lại như thế này. Và hôm nay thì các cái thành phần mình sử dụng để trộn nó như sau ạ. Một mẻ vật liệu hữu cơ nâu ở trong cái chậu xanh này, hầu hết nó là cái xác của cỏ cây hoa lá, xác thực vật đã khô. Đây là những cái thứ mình dùng để che phủ đất trồng và sau này nó hoai hoai ra rồi, lúc nào mình cần dùng thì mình sẽ bốc ra để mình sử dụng. Rồi mình có một mẻ trứng vịt và mình đổ vào cái chậu xanh này và mình bóc vụn ra nhả. Trứng khi mà mình dùng trên vườn là mình không có phơi khô, không có rửa sấy gì cả. Xin được trứng như thế nào là mình dùng luôn. Tiếp nữa là một mẻ phân ủ khoai mục và mình trộn đều tất cả lên. Đó, nếu mà bạn muốn trộn đất trồng thì cứ bốc thuốc những cái thành phần như vậy ạ. Thứ nhất là vỏ trứng, nếu mà các bạn có cũng được, không có cũng không sao. Bởi vì thực chất cái vỏ trứng này thì nó còn lâu nó mới có thể là hòa tan vào trong đất trồng của chúng ta được. Thế tuy nhiên cái việc mà sử dụng vỏ trứng thường xuyên ấy, thì để đảm bảo rằng là lúc nào trong đất của chúng ta cũng có những cái thành phần mà sau này nó tan chậm, nó phân hủy ra, nó tan chậm ra và nó cung cấp cho đất trồng, cho cây của chúng ta. Thứ hai là rác hữu cơ nâu đã phân hủy hoặc là gần phân hủy. Cái này nó khá giống với cái kiểu mụn dừa hay là chấu hun mà các bạn hay dùng đó ạ. Và thứ ba là phân ủ hoai mục. Và nếu các bạn không tự ủ phân như mình thì có thể thay bằng là phân bò hay là phân chuồn quế hoặc phân gà cũng ok ạ. Cái thành phần và tính chất của nó cũng khá chi là na ná giống nhau. Và chúng ta trồng cà chua nha. Đây ạ, cái chậu này mình đã gieo được một chậu cà chua siêu lùn. Mình đã ngâm với nước để cho cái đất nó mềm ra, để lát nữa chúng ta bốc ra chúng ta trồng cho nó đỡ bị cứng. Đây là lần đầu tiên mình trồng cái cà chua này. Cũng muốn là trồng thử loại này xem sao, biết đâu Tết lại có cái chậu cà chua trưng trong nhà cho nó độc lạ. Và chúng ta bắt đầu trồng luôn nha. Mình sẽ trồng vào những cái chậu nhỏ nhỏ như thế này. Cách của mình là mình bỏ toàn bộ cái phần mà mình đã trộn đi ạ vào đáy chậu. Phía bên trên là mình sẽ dùng đất cũ và mình dùng tay mình bế các cái cây cà chua ra, cả cây, cả rễ, cả đất từ cái chậu ươm sang ạ. Sau đó chúng ta lấp đất đầy chậu và cứ kín gốc như thế là xong ạ. Và chúng ta sẽ cùng nhau trồng hết cái chậu cà chua này. Đâu đây đó là tầm được 9 đến 10 cây thì phải. Và chúng ta cứ thế chúng ta trồng ạ. Phần đáy là cái phần mình đã trộn và cũng như là cái cách của mình là mình hay lót đáy, chứ mình không trộn tất cả cả đất lên ạ. Và chúng ta cứ thế chúng ta trồng ạ. Những cái chậu tiếp theo mình cũng như vậy thôi ạ. Thank you.
mình đã trồng xong được 9 chậu vào đây và chúng ta tưới nước đẫm đà cho cây nhỉ. Và bây giờ đã xong rồi ạ, lại đợi ngày có thể ngắm những cái trái cà chua nhỏ nhỏ xinh xinh ở trên những cây cà chua này xem như thế nào. Rất là hồi hộp khi mà trồng một cái loại cây mới, nên là thỉnh thoảng là mình lại thử một cái cây gì đó mới trồng để xem nó như thế nào. Tiếp theo ạ, chúng ta hãy cùng nhau cắt cái thùng su hào thứ hai này trên vườn. Vẫn là những cây su hào nó chưa to lắm, mình hầu như là ăn lá và cái củ thì nó còn rất là non. Đó, mình đã cắt gần hết rồi, để lại hai cây kia để mình sẽ cắt sau. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đánh mấy cái cây bắp cải trái tim mình đã ươm ra những cái thùng này đây ạ, và trồng luôn vào những cái thùng su hào vừa rồi. Mình sẽ trồng 3 cây bắp cải vào đó, cứ để nguyên hiện trạng như thế, tìm chỗ nào chỗ trống trống thì chúng ta trồng cây vào. Còn hai cái cây su hào kia là mình sẽ cắt sau. Mấy hôm sau thì chắc là mình sẽ trồng thêm mấy cái cây bắp cải trái tim vào cái thùng đất bên cạnh. Cái thùng này mình đang trồng tỏi ạ. Thấy mấy cây tỏi có vẻ như là nó ngả nghiêng hết về một phía nên là có cái phần đất trống. Nên là mình cứ chỗ nào mình trống mình sẽ trồng vào. Hiện tại thì mình còn khá nhiều cái cây bắp cải trái tim non ở trên những cái thùng đất trên vườn, nên là sau này thì nếu thùng đất nào mà nó kém kém, cái cây nào nó bị không có lên được hoặc nó bị ốm bị sâu hay như thế nào đó là mình sẽ trồng xen cái bắp cải vào, mình dặm nó vào đấy. Cái thùng cây trên vườn thì mình lúc nào cũng có những cái cây nối nhau. Và tiếp theo chúng ta lại hát bài ca hái đỗ cô ve leo nha. Mùa này chỉ cần đỗ cô ve leo là đủ rồi, đủ rau rồi ạ. Những cái loại rau trồng khác kiểu như là để ủ là chính ấy, là như là bắp cải súp lơ ấy. Nó lâu lắm mới được ăn nên cứ phải là trồng kèm những cây leo giàn như thế này. Lúc nào cũng có rau ăn ấy, thì đỡ ngóng xem là bao giờ bắp cải nó mới cuộn, rồi bao giờ súp lơ nó mới trổ hoa. Đó, nên là chúng ta cũng không cần quan tâm đến những cái cây kia nó cần thời gian ạ, thì nó mới cuộn vào. Và khi nó cuộn rồi thì chúng ta cũng phải đợi cái bắp cải nó cuộn thật là chặt. Khi mà bạn ấn tay lên là nó chắc, nó kiểu như là rất là chắc chắn, nó không sộp sộp ấy, thì lúc đấy chúng ta mới cắt ăn, như thế nó mới ngon. Và bây giờ chúng ta sẽ cắt luôn hai cái búp măng tây trên thùng đất này nha. Trồng măng tây thì rất là lâu nhưng mà ăn thì thấy ngon ạ. Và cái vị nó ngọt và nó cũng lạ nên là cũng đáng để thử đấy ạ. 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 something in my heart 이 맘 전하고 싶어 When you ring my valentine. Và bây giờ các bạn hãy cùng mình cắt mấy cái quả cà chua trên cái cây này. Cây cà chua thì ra trái sớm quá nên là có vẻ bị kém. Mình nghĩ là chủ yếu là
Do cái cây bầu, do cây bí đỏ hay là cây dưa chuột là nó bị nó lấn át hết cả chất dinh dưỡng và ánh sáng của cây cà chua. Nên là thực tế là cái cây cà chua này nó sau khi ra cái lứa quả đầu tiên là nó gần như là nó kiệt sức rồi ạ. Thế nên là thực tế cái việc trồng chen chúc như mình ấy cũng có cái lợi và có cái hại nữa. Như mình nhớ là cũng có bạn đã hỏi mình là khi trồng các cái loại cây leo dàn, tất cả cùng leo lên một dàn như thế này thì nó có ảnh hưởng đến nhau hay không? Chắc chắn là nó có, đúng không ạ? Sẽ có cái cây nó vượt trội hơn, nó chín như thế, còn có cái cây nó kém hơn, thậm chí có loại cây tàn dần bởi vì là không có bon chen nổi vì là nó yếu quá. Tuy nhiên khi mà trồng cây trên sân thượng với cái diện tích trồng hạn chế thì mình vẫn cứ thích trồng kiểu đông đúc như thế này. Bởi vì cái mục đích cuối cùng của mình ấy không phải là trồng 10 cây thì 10 cây đều khỏe mạnh và sống sót, mà cái mục đích cuối cùng của mình là sẽ thu được rau trái nó đa dạng nhất có thể với cái số lượng nhiều nhất có thể trên cái diện tích đất hạn chế của vườn nhà mình. Còn nếu mình có một cái khoảng đất vườn rộng bao la thì đương nhiên là mình sẽ trồng xa ra để chúng có cái không gian, chúng có thể có nắng, có đất, có đủ chất dinh dưỡng để phát triển hết mức của bản thân. Thế đấy là cũng phải nói để các bạn hình dung ra là cái bạn làm cách nào thì nó cũng có hai mặt cả. Đấy, tuy nhiên thì các bạn có thể lựa chọn ạ. Còn mình thì mình sẽ chọn cái cách mà hiện tại mình đang làm, tức là mình sẽ trồng nhiều và mình trồng nối với nhau. Bây giờ là hiện tại ở trên những thửa đất này là một số cái cây leo dàn nó đã lụi dần rồi. Đỗ thì đang lụi ạ, và thực tế là mình phải hái bớt một cái số lá cây bí đỏ đi. Thế nên là mình sẽ để cho nó có ánh sáng là mình sẽ đã trồng rặng thêm một số cây cà chua mới vào ngay bên cạnh đây. Để sau này thì cây nào lớn thì mình sẽ chăm tiếp và mình sẽ thu hái quả tiếp. Thông thường ở vụ đông ấy, thì mình sẽ trồng cà chua liên tục ạ. Mình chia thành nhiều đợt để mình trồng. Cho đến bây giờ thì vẫn tiếp tục có thể trồng cà chua, đó là cái lý do mà bạn nào đang trồng cà chua mà đã bị thất bại thì không nên nản lòng. Bởi vì thường thường khi trồng thì ai cũng vậy thôi, cũng có lúc được, lúc mất. Bởi vì chúng ta trồng rau như thế này, chúng ta không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, rồi chúng ta không dùng những cái loại hóa chất để chúng ta xử lý thì chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi cái điều kiện thời tiết xung quanh và những cái yếu tố khách quan bên ngoài nữa. Thế nên là mình sẽ trồng vào nhiều lần, và nếu mà chúng ta trồng một lần mà chúng ta chưa được ấy, chúng ta trồng lần tiếp theo nha. Cứ trồng như thế ạ, thế nào cũng được. Và mình sẽ hái thêm một trái bí đỏ nữa ạ. Hóa ra đây là bí hồ lô đó ạ, chứ không phải là bí bao tử như là mình nghĩ trước đây. Và lại thêm đỗ ạ, thêm một đỗ nữa, và tiếp tục là vẫn là bài ca đỗ ạ. Những cái quả đỗ cuối cùng của cái lứa cây này trên vườn nhà mình, sau khi cái cây đỗ đợt này nó tàn hết là mình sẽ tiếp tục mình bỏ hạt đỗ nữa là trên những cái thùng đất này nha. Vụ đông là mình thường trồng ít nhất là 2 lần đỗ cô ve leo đấy ạ, và chúng ta hái một quả bầu và chúng ta hái một quả bầu. Quả này có lẽ là to nhất từ trước đến giờ, rất là nặng, rất là to. Sau mấy ngày Tết không để ý một cái là bây giờ nó lên và nó như thế này, không biết đã bao giờ ăn hết đây. Nhưng mà từ ngày mà vô tình bị để mấy quả bầu già thì bây giờ mình lại thích ăn cái bầu già bởi vì ăn nó rất là chắc, nó giòn, cũng thích ạ. Và năm nay thì vụ đông của miền Bắc là hơi khác thường. Trời nắng nóng, không khác gì mùa hè và ít mưa. Thế nên là cái dàn bầu của mình là phát huy hết công suất, hái ăn từ đầu vụ đông đến cuối vụ luôn, bây giờ cũng gần cuối vụ rồi đấy ạ. Rau cải thì phát triển chậm hơn so với mọi năm, và sau khoảng gần 10 năm trồng rau trên vườn thì đây là lần đầu tiên mình vẫn bắt được sâu sám trong vụ đông, chứng tỏ là thời tiết năm nay nó khá bất thường. Bình thường là mình chỉ thấy sâu sám nó xuất hiện trong vụ hè thôi, thế nhưng năm nay là
mình thấy có cả sâu xám trong vụ đông. Đây là các bạn quan sát ở trên vườn nhà các bạn mà thấy rau có cái vết ăn nó to, nó lớn ấy, mà chúng ta nhìn quanh chúng ta không thấy con sâu đâu ấy, thì nhớ là buổi tối chúng ta soi đèn pin trên vườn để kiểm tra nha. Bây giờ vẫn có nhiều sâu xám và sâu gióm lắm ạ. Bây giờ ở trên vườn nhà mình là vẫn có nhiều sâu xám và sâu gióm lắm ạ. Hầu như là tuần nào mình cũng sẽ bắt được vài con. Thế nên là làm vườn ấy là nó cứ thay đổi từng năm. Nhiều khi là chúng ta không thể hình dung hết được những cái sự nó sẽ xảy ra tiếp theo. Đấy là chúng ta cứ làm thôi ạ. Cứ vừa đi vừa mò, vừa đi vừa lần. Nếu mà chúng ta có kinh nghiệm trước rồi thì chúng ta cũng sẽ tốt hơn. Nhưng mà nếu mà chưa có thì chúng ta cứ lần đến đâu là chúng ta làm đến đấy nhỉ. Và mình xin được dừng cái video hôm nay tại đây. Xin được cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong một video sớm nhất tại một ngày gần nhất nha. Xin chào các bạn nha. Bye.